Chị Tốt. Chị Tốt. Lấy đâu làm? Lấy đâu làm? Tin. Tin. Go. Go. Lý Thị Tin. Go. Thì năm 1967, cô lúc đó là làm bác sĩ cho một cái bộ ngoại giao chuyên môn đón những cái đoàn khách quốc tế đến để chăm sóc, để thăm Việt Nam trong thời kỳ chiến đấu. Ví dụ như là có những người các cháu cũng biết sơ sơ, ví dụ Jean Fonda, thì John May, này, rồi thì là Fidel Castro, với cái ông nó qua bên Việt Nam trong thời kỳ chiến đấu để mà thăm, thì cô là cái người phụ trách sức khỏe của họ. Thì đang làm công việc đấy thì nói thế thôi chứ họ khỏe lắm, họ khỏe hơn mình nhiều. Có cả ông anh hùng vũ trụ Tí Tốt nữa. Nhưng mà những cái người họ khỏe lắm, nhưng mà cô là cái người bác sĩ làm cái việc đó. Thế thì có một hôm, cô nhận được một cái lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói rằng là bác sĩ của cái phòng này có nhiệm vụ lên trên Chủ tịch phủ để giao nhiệm vụ mới. Thế thì cô mới lên trên chờ cái dinh Chủ tịch ấy, ngoài Hà Nội ấy, thì thấy là bác Hồ mới ngồi với một hai ông bà, một người cao to tóc quanh mà bạc, một cái cô con gái, một người đàn bà khác thì xinh đẹp lắm mà nhỏ to như người Việt Nam. Thế thì bác Hồ bảo rằng là hôm nay á, bác nói cho các cháu biết, vì chúng tôi đi một đoàn làm phim thì biết rằng là ông hai ông bà này là những cái người làm phim cách mạng nổi tiếng trên thế giới. Vì ông tên là ông Joris Evans, là một người Hà Lan, nhưng mà bị vì làm phim chống lại cái chế độ thực dân của Hà Lan với Indonesia, cho nên rằng ông ấy đã bị trục xuất ra khỏi nước Hà Lan, và hiện nay ông sống lưu vong ở Pháp. Thì ông ấy là một cái người đã làm 44 phim cách mạng, mà những người cộng tác của ông ấy là ai? Là ông Hemingway, là những Jacques Prévert, tất cả những cái người rất là nổi tiếng thế giới là hợp tác với Joris Evans để làm phim. Và ông chỉ làm phim những nơi nào thấy có bất công. Là một cái là mình thấy là thấy cảm động. Cái thứ hai là cái người đàn bà mà đi cùng Evans đó, tên là bà Marceline Loridon, thì bà ấy thì lại là một người, bà cái tay bà ấy đã có cái số đã bị phát xít Đức đánh số để mà 2 tuần nữa thì vào lò thiêu, thì còn có 5 ngày nữa thì vào lò thiêu, thì là lúc Hồng quân Liên Xô đánh vào, phát xít Đức thua và bà ấy được giải phóng ra. Và từ đó về sau, vì biết cái cuộc đời như vậy, cho nên bà tình nguyện luôn luôn là một chiến sĩ cách mạng đi theo để làm phim về chiến đấu chống bất công. Thì khi mà nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu hai ông bà như vậy thì tôi cũng không ngờ là mình lại có cái hạnh phúc mà lại có thể gặp như vậy. Thế thì bác ông nói thế này: ông bà này ở bên Pháp mấy tháng nay không yên tâm vì thấy là Mỹ nó ném bom miền Bắc quá nhiều, cho nên họ muốn sang làm một cái bộ phim về cuộc chiến đấu của Việt Nam. Và ông Hồ Chí Minh cũng nói thêm là chúng ta làm 100 phim đem ra ngoài họ không có chiếu đâu, tại họ bảo đây là phim tuyên truyền. Nhưng chỉ cần ông Joris Evans làm một phim thì nó hơn một binh đoàn chiến đấu của chúng ta. Cho nên các cháu, kỳ này bác giao nhiệm vụ cho các cháu là đi theo bảo vệ hai ông bà ấy, và đồng thời vừa bảo vệ vừa giúp cho ông ấy làm phim. Thì bác quay lại nói với cô này: còn cháu thì ngoài cái nhiệm vụ săn sóc sức khỏe, ông ấy năm đấy đã 68 tuổi rồi, 70 tuổi rồi, ngoài cái nhiệm vụ săn sóc sức khỏe thì cháu có nhiệm vụ thứ hai là phiên dịch cho ông ấy, bởi vì tôi học tiếng Pháp từ bé cho nên tiếng Pháp nói tốt. Và ông đề nghị như vậy. Thế là đoàn chúng tôi lên đường đi. Cái chuyến gian nan của con đường đi từ Hà Nội vào Vĩnh Linh như thế nào thì tôi xin miễn nói, bởi vì tôi đã viết ở đây rồi và tôi sẽ gửi lại đây. Nếu bạn nào đấy, tôi đã dịch ra tiếng Việt rồi, và bạn nào muốn biết thì xin gặp các ở đây và biết. Chỉ biết rằng là sau khi 2 tháng chúng tôi ở địa đạo là sâu chiếc thước ở dưới đất, và mỗi lần mình đi xuống địa đạo, như các bạn đã xem phim, là cái địa đạo là người ta thay đổi luôn luôn, bởi vì Mỹ bắn liên tục cho nên không biết chỗ nào mà tìm, cho nên khi thì đào ở đây, khi thì đào ở nơi khác, và khi đào á
thì là họ sắn đất đi. Cho nên cái rễ cây nó tua tủa bên thành. Các bạn xem phim đã có một cái cảnh như vậy rồi đó. Thì khi mà xuống thì hoàn toàn là không biết, không có lối đi, không có, tối lắm. Tôi bảo là âm ti mà không có điện, không có đèn dầu cũng rất là khó. Cho nên khi đi thì tay mình phải sờ men vào cái vách thế này để mà đi từ từ xuống. Và chỉ khi nào mà cái tay mình, cái bậc thang nó hết rồi thì mình mới biết nó là hết rồi, thì bao giờ hai bàn tay cũng là đầy máu. Ngày nào xuống là phải đi như thế là đầy máu. Và ở dưới đó thì cũng nói thêm rằng là ở ngoài đó thì khi mà đi xuống thì mặc quần áo, nhưng mà khi mà nằm ở trong địa đạo rồi thì thôi tối mò, cho nên ai cũng cởi quần áo, không thế nào mà chịu nổi nữa, nóng lắm. Thì ở chúng tôi ở như vậy là 2 tháng ở dưới hầm. Mà ông Joris Evans là một người bị hen suyễn nhưng mà vẫn cứ đi làm như thế. Thế thì khi mà cái phim này, tại sao ông làm cái phim nó dài thế này, mà nó là cái, các bạn thấy là cái tempo, cái tốc độ nó rất là chậm, cứ từ từ. Bom nổ mặc kệ, ở đây tôi vẫn vo gạo như thường. Bom nổ mặc kệ, ở đây người ta vẫn sửa nhà như thường. Nhà phá 6 lần, bắt đầu cứ làm lại như thường. Tức là họ muốn nói rằng, muốn đem cái vũ lực chống lại cái quyết tâm của một dân tộc, không thể được. Người ta không sợ hãi, người ta chết chóc, người ta chịu đựng đau đớn này kia, nhưng mà có một cái tinh thần là chính cái chính nghĩa về phía mình. Cho nên còn những con người Vĩnh Linh rất bình thường với bà cụ già, với cô dân quân tự vệ, là những người thực tế là họ nắm được một cái bản lĩnh quật cường của người Việt Nam. Thì cái phim mà làm như thế, gia đình ông gọi tên là không phải là cuộc chiến đấu ở Vĩnh Linh, mà ông nói là Tỷ Tướng 17, chiến tranh nhân dân. Ông mới nói rằng tôi làm một cái phim để cho người ta thấy rằng cuộc chiến tranh nhân dân là một cuộc chiến tranh bất bại. Và không phải là chúng ta các bạn học về lịch sử thì biết rằng tất cả những cái người đội quân xâm lược nào đến bất kỳ một nước nào cuối cùng cũng không thể nào đô hộ mãi được. Thì đó là một cái phim làm rất là công phu và đã chiếu khắp, sau này được chiếu khắp nước Mỹ. Nước Pháp đã đưa vào viện bảo tàng điện ảnh. Và nếu bạn nào mà qua Paris và đến cái phòng, cái viện lưu trữ của Pháp và đề nghị xem cái phim Vĩnh Linh 17 thì ngay thì sẽ chiếu cho các bạn xem. Xem như là một cái ví dụ về cái sức quật cường của một dân tộc là như thế nào. Thì phải nói rằng tôi được đi vinh dự đi đến cái đoàn đó, thì lúc đầu thì tôi cũng rất là sợ hãi và cũng đêm thì không ngủ, mà cứ nhớ con thì ở nhà tôi cũng có 2-3 đứa con rồi, lo lắm. Nhưng mà cứ dần dần mình đi vào, mình sâu vào cuộc sống đó. Thì tôi hôm nay tôi muốn kể một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, là thế này. Trong cái đoàn làm phim của chúng tôi có một anh quay phim đẹp trai, cao. Và cái hôm mà đi quay phim về thì anh bảo là chị Phượng, tôi xin phép là hôm nay tôi không xuống hầm, mà tôi một tí nữa tôi lên tôi gặp người quen. Thì tôi mới bảo xin lỗi, tôi bảo mày gặp gái phải không? Nó thú thật, tôi bảo là chiều hôm nay đi quay có con bé học sinh xinh quá mà em tán được rồi. Thế thì tối hôm nay là xin phép chị là cho em đi ra để gặp cô ấy một tí rồi em về. Ở đất Vĩnh Linh, ở trên là vườn tiêu, ở dưới là hầm. Thế thì tôi bảo là đi bao giờ về, tại vì biết người đi bao giờ về còn biết là nó có chết thì cũng tiền cho ra. Thế tôi bảo em đi chừng 6 tiếng em về. Thế là hôm tối hôm đó thì cậu mới lấy nước, cậu chải cái đầu của sức đèn, thay áo rồi kia rồi. Thôi chào cả nhà đi. Thế là cả đoàn làm phim đi theo nó, nhìn nó. Thế thì ông Ivan hỏi là nó đi đâu vậy? Tôi bảo nó đi tìm em gái, bạn gái. Tôi bảo thằng này giỏi thật, vào cái đất lửa này mà cũng tìm được em gái. Thế thì nó đi, tên là anh, tên là thôi. Thôi, anh ấy lại đi. Thế cái lúc mà về á, mình cứ tưởng là chúng nó phải ngồi ít nhất là phải sáng mai nó mới về. Chừng một tiếng một hồ sau là thấy anh ta đi về rồi. Thế mình mới hỏi, mình tụi này hỏi sao vậy? Thì anh ta nói rằng chẳng ăn thua gì hết. Thế mình nói không ăn thua là sao? Nó bảo là hai đứa gặp nhau thì cảm động lắm.
thì em có hôn cô ấy được một cái. Nhưng mà khi em muốn tiến lên một chút nữa thôi, thì anh cô ấy bảo là anh em cũng rất yêu anh rất là hấp dẫn này kia. Nhưng mà anh ơi, chưa đến ngày thống nhất, chúng ta còn trong chiến tranh. Nếu mà chúng ta có cái gì đó với nhau, lỡ sau này có việc gì thì khổ cho gia đình, khổ cho chúng ta. Thì anh bạn quay phim của tôi thấy nó nói chân thành quá, cho nên cũng rất là đàng hoàng. Và chỉ giới thiệu ở chỗ cầm tay nhau vậy thôi. Và chỉ có chừng 20 phút sau thì anh bảo, thì cô bé bảo là thôi em anh cho em đi về, tại vì nếu đi lâu quá thì bố mẹ em sẽ hỏi với tại sao mà đi như vậy. Thế thì vì thế mà anh ta về rất là buồn. Thế xong ông Ivan ở trong phòng kia, ông mò ra ngoài, thế nào mày, thế nào kể đi. Thế tôi mới kể lại cho tiếng Pháp cho ông nghe rằng không được gì, chỉ gặp một tí thôi. Thế ông Ivan bảo tội nghiệp nó quá rồi. Trời. Thế là câu chuyện là như thế thôi. Tối hôm sau tôi mới đi, bọn tôi mới đi quay phim. Khi đi quay phim, đi quay 3 ngày thì bom đạn như mưa. Một cái cảnh như thế này, nói thật đây không có một cảnh nào bằng cái cảnh mà chúng tôi đã sống đâu, những thường như mưa. Thì lúc mà đi về thì thấy ở trước cửa hầm gần cái nhà mình ấy, đông người lắm, không biết tại sao. Thế mới đi tìm hỏi thì té ra là một quả bom nó trúng cái hầm của một cái làng nhỏ, chết 93 người. Mà những người chết này là chết vừa hơi bom, chứ không phải là chết vì bắn bom mà hơi bom. Cho nên lúc mà kéo dưới hầm lên, đấy cái cảnh kéo dưới hầm nhưng không dám quay thêm vì nó kinh khủng quá. Kéo dưới hầm lên thì người chết nằm lên nhưng mà nguyên vẹn hết. Người thì nguyên vẹn nhưng mặt mày, tim gan ấy là nát bét hết. Thì Tuấn nó đang quay, cái anh quay phim đang quay một cái người, đang quay một cái cảnh này. Thì bỗng nhiên tôi thấy thằng Tuấn nó vứt, cái máy quay phim nó vứt xuống đất. Nó nằm nó sập thế này. Thì tôi mới chạy đây, làm sao đây, cái gì đây? Thế thì nó mới chỉ vào một cái xác đang che vải. Lúc tôi mở ra thì thấy là con bé, tức là cái cô gái chưa được hưởng, thực là chưa được hưởng hạnh phúc của tình yêu, chết rất là tức tưởi. Tự nhiên trong lòng mình nó, đây không phải nói chính trị, trong lòng mình có một cái niềm tức tối và oan ức quá, khổ tâm quá. Và đoàn đi về, sau khi quay cái em đó, em tên là em Lan, chết như vậy đó. Tụi này đi về hầm. Thế thì lúc về hầm thì ông Ivan ông hỏi cái có việc gì mà chúng mày buồn thế. Tôi mới kể chuyện là cái con ấy chưa được, thực là chưa có cái nụ hôn đầu đời mà đã hy sinh một cách rất là đau thương như thế. Đó là một chuyện. Một cái chuyện thứ hai nữa là một hôm đó đoàn chúng tôi đang ở trong hầm, đang sắp ngủ rồi, thì tôi nghe có cái tiếng thét, có đoàn bác sĩ nào không, trong đoàn có bác sĩ không? Thế thì ông Ivan gọi tôi, Phượng, có người nào gọi bác sĩ kìa. Thế tôi mới mò ra chứ có thấy ai đâu. Nghe một cái giọng người Quảng Trị nói rằng vợ tôi 3 ngày hôm nay không có đẻ rồi, và bây giờ hiện nay không đẻ được. Cho nên là tôi rất là, chúng tôi chắc là vợ tôi sắp chết. Nghe nói đoàn quốc tế ở đây thì chắc chắn là có bác sĩ. Thế thì đề nghị giúp đỡ tôi. Thế thì tôi mới đi với lại một cái cậu Thu Thanh, hai chị em mới đeo theo cái người bố đấy. Và các bạn biết rằng nãy các bạn xem đã thấy cái đường vào địa đạo nó khúc khuỷu, cái là không biết chỗ nào thế nào. Mình đi mà mới đi không, nhất là không tối là không thấy đường. Thế đi mò mẫm mãi thì mới đến một cái hầm. Thì tôi vào thì tôi sờ thì thấy có cái bà người đàn bà nằm bà bụng căng lắm rồi, sắp mấy ngày không đẻ, sắp chết rồi. Thì tôi mới hoảng hốt, tôi mới bảo mọi người là ra khỏi hầm đi, để cho mình tôi ở đây thôi. Và tôi bắt đầu tôi làm mấy cái động tác để mà kích thích cho người sản phụ này họ dặn được. Rồi bà này bà không biết dặn, trẻ con không biết dặn. Tôi bày cho cách làm dặn rồi cuối cùng. Nghĩa là tôi hò hét, tôi hò lâu lắm. Thì ít bỗng nhiên là thấy cái đầu của đứa bé nó lọt ra. Nó lọt ra xong tôi mới đỡ được cái đứa bé đó ra. Thì đó là một thằng con trai.
Thì cái đứa bé nó khóc oa 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 oa. Thì bỗng nhiên bên cạnh tôi nghe cái tiếng khóc của người lớn rất to, khóc như là cha chết rồi, khóc vì hạnh phúc. Cái người bố mừng quá khóc thét lên. Thế là hai tiếng khóc ở trong hồng như vậy. Ngoài kia thì như là một phim truyện, ngoài kia thì bom đạn nổ đùng 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 tới đầu. Ở dưới này hai cái tiếng khóc như thế. Nên chúng tôi xúc động lắm và đi về. Lúc đó đã gần sáng rồi. Khi chúng tôi về đến hầm của chúng tôi, hầm của đoàn quay phim, thì ông bà Ivan còn thức, mới hỏi tôi thế này: Thế nào? Thế tôi mới nói bằng tiếng Pháp là Sava, tức là được rồi, không có gì. Thế thì cái lúc đó thì bỗng nhiên là cái cậu Thu Thanh té ra, từ lúc nãy đến giờ là nó ghi âm mà tôi không biết. Thành ra trong cái hầm của chúng tôi vang lên tiếng tôi gào thét mắng bỏ xung quanh để mà cho bà này bà đẻ, tiếng giận của bà ấy. Và đặc biệt là trong đêm khuya như vậy, hầm sâu như vậy, chúng tôi nghe được cái tiếng khóc hạnh phúc của một người bé sơ sinh và của người bố nó. Thì bây giờ tôi nói lại thì khó diễn tả được, nhưng phải nói rằng vô cùng là xúc động. Thế lúc đấy ông Ivan ông mới tựa vào vai tôi, ông vỗ vai tôi, ông bảo: Phượng thấy chưa, cái nghề làm phim tài liệu của chúng ta, cái nghề làm phim chiến trường cho phép chúng ta ghi được những cái cảnh giữa cái sống và cái chết, chỉ có một tích tắc và cái sống nó thắng lợi. Thì đó là một cái điều mà 56 năm trước ông ấy dặn tôi và tôi bây giờ tôi cũng không quên. Đó là hai câu chuyện mà tôi muốn nói với các bạn. Cảm ơn cô Phượng là hôm nay cô tặng cho trường Fulbright mình rất là nhiều các cái cuốn, mấy cái cuốn sách về Joris Ivan. Và thực sự là nếu mà các bạn mà tìm hiểu thêm thì biết là đây là một cái nhà làm phim tài liệu mà có một cái phong cách làm phim rất là đặc biệt. Và mình xem cái bộ phim vừa rồi thì mình cũng nhìn thấy được cái phong cách làm phim tài liệu của ông. Mà như cô kể mình cũng có thể hiểu được là không hề có dàn dựng, hoàn toàn là ghi lại những cái thước phim chân thực nhất mà những cái người ở trong đó thì họ ứng xử, họ hành xử bằng tất cả những cái tự nhiên nhất của họ trong một cái hoàn cảnh như vậy. Và có những cái câu chuyện mà nó rất là cảm động mà các bạn có thể hỏi thêm. Nhưng chắc là con muốn hỏi thêm cô về cái chi tiết đầu phim á, rất là ấn tượng là cái lá cờ Việt Nam đúng không ạ? Cái lá cờ ở bên bờ Bắc. Nếu như bà bạn nào mà học lịch sử mà vẫn còn nhớ, cái vùng đất Vĩnh Linh, Quảng Trị nó vô cùng đặc biệt. Nó được gọi là cối xay thịt, bởi vì những cái người người chết rất là nhiều. Thì con muốn chia sẻ thêm một chút là cái cá nhân thôi, là con có một ông trẻ con là quân đội, thì cái lúc năm 72 là mới có 18 tuổi là đi chiến trường lần đầu, thì chính là đi vào chiến trường Vĩnh Linh, Quảng Trị. Và cái năm 72 đó nó gọi là mùa hè đỏ lửa, thì tất cả những hầu như là mọi người mà thanh niên trai tráng mà đi vào cái năm đó thì mất, hầu như là đều hy sinh. Thì là cái đại đội của ông trẻ là mất hết. Thế thì là ông trẻ là người sống sót duy nhất, bởi vì là đồng đội, xác của đồng đội thì đè lên. Thế thì sau đó thì là mới 18 tuổi và được đưa ra Bắc và đưa sang Liên Xô để học và làm công tác ở trong quân đội cho đến khi nghỉ hưu. Thì đấy là những cái ký ức mà bây giờ nói lại nó vẫn ám ảnh rất là nhiều. Đấy thì con muốn cô chia sẻ thêm cho con cái câu chuyện mà quay được cái lá cờ Việt Nam ở bờ Bắc mà mọi người biết là ngay bên kia thôi, đúng không ạ? Bên kia sông Bến Hải là đồn của cảnh sát của quân đội miền Nam Cộng Hòa. Trước khi đó thì tôi cũng xin nói một cái kinh nghiệm buồn của tôi là thế này. Khi mà các cái cháu mà làm việc ở phòng canh tôi trẻ lắm, các cháu rất trẻ, mà nó đến làm việc thì tôi nhân một cái dịp đi vào vĩ tướng 17, tôi đem 3-4 cháu theo để cho nó hiểu thế nào là đi qua sông Bến Hải, một con sông mà 20 năm không bao giờ có thể gặp được nhau, làm sao mà đi qua được. Nhưng mà tôi thật tiếc là vì các cháu ấy nó thờ ơ lắm, đi ngang qua như không thôi. Tôi bảo đây là sông Bến Hải này, đây là sông Bến Hải, chẳng đứa nào để ý sông Bến Hải là gì mà tại sao lại như thế. Cho nên rằng phải nói rằng là được những con người trẻ mà chú ý đến, được những cái người như cháu mà lại hỏi những cái đó là tôi rất xúc động. Những cái đó là những cái cho chúng ta trở về cội nguồn.
Tôi xin nói là cái vị thứ 17 ấy, nó chia hai miền Bắc Nam. Thì ở mình ấy, mình làm một cái lá cờ. Cái đồn của mình ở đây. Bên này là đồn của Sài Gòn. Và ở đây là cái cầu. Là có một cái cầu, gọi là cầu Bến Hải. Thì ở bên này mình làm một cái lá cờ của mình là ngang là 80 thước. To lắm. Và ngày nào cũng kéo lên. Và khi mà kéo cái lá cờ lên á, thì ở bên Sài Gòn họ này, tại vì ở này nhắm qua lại bắn lại thủng lại hạ xuống, lại có những cái bà chỉ chuyên buôn vá cái cờ này trong mấy chục năm liền như thế. Thế thì hôm đó là ông Joyce Event, ông mới đi thăm, ông xem, ông cắm cái cờ. Rồi tối về hầm, ông bảo rằng ngày mai chúng ta chia làm hai đội. Một đội là tôi đi với Phượng và một ông bảo vệ, một đội là bà Marceline, anh Bùi Đình Hạc và một người quay phim. Nếu đội này mà bị chết thì bị bắn chết rồi thì là tìm đội thứ hai thay để mà quay cái cờ. Thế tôi mới hỏi làm sao mà quay cái cờ. Ông bảo rằng này, cái cờ này á, nó lên ấy, và cái lúc 8-9 giờ sáng ấy, thì cái bóng cờ lá cờ nó phủ vào miền Nam. Cái bóng lá cờ ở miền Bắc này nó phủ vào miền Nam. Tôi muốn một cảnh cái lá cờ nó quay thế này và nó phủ cả cái miền Nam như là một cái biểu tượng cho cái sự thống nhất được của vùng đất của mình. Thế thì bây giờ mà ngày mai á, thì đi á, là anh quay phim á, là phải leo lên cái cột cờ. Mà các bạn biết rằng leo lên cột cờ thì bên này là quân của miền Bắc, bên kia là quân Sài Gòn của miền Nam. Là ngày nào nó ngắm cờ nó bắn. Thế mà ông à, thôi chịu khó, nếu có hy sinh thì người khác lên quay, nhưng mà phải có cái cảnh ấy để biểu hiện đầu tiên cho cái việc đấy, nó lại đặc biệt như thế. Thế là cái hôm ra đi thì dân quân ở bên Đinh họ đào cho tôi cái hào, ba người đào cho cái hào. Thì bọn tôi núp ở dưới hào cách cái cột kề chừng 30-40 thước. Thế thì ông cái anh quay phim ấy, anh quấn một cái lá ngụy, cái vải ngụy trang. Lúc này tôi có chụp cái ảnh đấy, vải ngụy trang. Và ông nói với tôi thế này, trời ơi cái lão đạo diễn nó ác quá. Tôi mà trước này mà tôi mà sống được á, thì khi mà về Hà Nội là tôi đào cái hầm 30 mét tôi ở với vợ tôi cũng lên nữa, sợ quá. Vì ông này là một anh quay phim chuyện, chưa có quay phim thực sự cho nên không có cái can đảm như quen này từ thời sự. Thế là sáng hôm đó là ba chúng tôi đi, thì anh quay phim anh tên là anh Tuấn ấy, anh mới quấn cái lá cái ngụy trang xong anh leo lên. Thì mới leo có nửa chừng thôi, chưa đến một tí thôi, ở bên quân đội, ở bên đội canh gác của Sài Gòn nó huýt tay huýt còi kia. Rồi tôi chửi nó bảo thằng Việt Cộng bắn chết tôi đi. Trời ơi, tôi thật lúc đó tôi cầu trời cầu Phật quá trời, không biết làm sao, rất là nguy hiểm. Thế thì tôi mới nói với tôi bên ông Ivan, ông hỏi tôi Tuấn nó lên chưa, tại ông ngồi dưới hầm. Tôi bảo là chưa lên được, mới lên có 1/3. Thế là ông nhô đầu lên, ông bảo tại sao. Thì tôi chưa nghe được cái, tôi tự nhiên tôi thấy cái gì ụp một cái, không biết gì, nghe ụp một cái này không biết gì hết. Đến lúc mà chừng không biết bao nhiêu lâu sau á, tôi thấy có ai đàn nào kéo cái đầu tôi lên này. Thế là lúc mà ông vừa nói thì một cái bom nó ngay qua. Tôi nổ tung một cái nó vùi tôi này, ông Ivan này, anh Tuấn bảo vệ, ba người nó lùi vùi ở dưới hết. Và lúc đấy dân quân tự vệ họ ào ra họ kéo của chúng tôi lên. Thì mắt này, mũi này, tai này, mồm cái chỗ nào cũng đầy đất. Mà nó đau trong người như là ai đánh mình này. Cái hơi bom rất là đau. Thì tôi mới quay lại, tôi nói ông Ivan đâu rồi. Tại vì ở nhà dặn ông bác Hồ Chí Minh dặn là không được để cho ông này chết, ông chết thì mình cũng mệt. Thế thì ông mới bảo là, thế tôi mới bảo ông Ivan đâu rồi. Thế thì quay lại thì thấy có một cái túng tóc, ông có tóc bạc rồi, hồi đó tôi chưa có tóc bạc đâu. Thế ông Ivan có cái túng tóc bạc cái này này. Thế là người ta túm ông lên thế này và bắt đầu gỡ lấy cái khăn gỡ hết mặt mũi cho ông. Cũng là như tôi thôi, mắt mũi miệng là đầy hết. Thế xong rồi họ mới há mồm vét mấy cục đất ra. Thế là cái câu đầu tiên mà ông hỏi là thằng Tuấn đâu.
Thế mình cái đó mình không quên được, tại vì cũng không nghĩ đến tính mạng đâu, thằng Tuấn đâu. Thì lúc ấy ông Tuấn cũng leo lên được rồi. Vì cái khi mà Mỹ nó thả quả bom ấy thì tụi mấy lính Sài Gòn nó trốn vào trong hầm nó cũng ra. Cho nên là Tuấn tranh thủ lúc đó leo lên. Thì khi mà leo đến cột cờ rồi thì lúc ấy may mắn làm sao mà cái cờ nó có gió, nó phẩy này. Thế là các bạn xem cái cảnh đầu tiên, cái cảnh mà lá cờ mà phẩy như này này. Nó ôm cả trọn hai miền Nam Bắc vào lòng. Thì ông quay được cái, mà cái người quay phim á, khi mà đã quay cảnh đẹp rồi thì không muốn xuống đâu, hết nguy hết sợ rồi. Tôi bảo xuống đi Tuấn ơi. Ông thế ông Tuấn đừng bảo là đẹp lắm, không ngồi không xuống được. Thế là sau khi anh quay thêm vài cảnh và cuối cùng cái khi mà hai năm, một năm sau và chiếu cái phim lên ở Hà Nội, khi mà phim đã làm xong đem về và khi mở đầu cái phim lấy thấy cái lá cờ đỏ mà nó cuộn như thế này thì người, những người làm phim là không nén được nước mắt. Cho nên các bạn biết rằng là cái nghề làm phim nó hấp dẫn lắm, và khi đã bước vào cái nghề ấy rồi á thì mình thấy mình cả đời mình có thể sống với cái phim đó được. Và cái cảnh lá cờ đấy là một cái ý chí quyết tâm của người đạo diễn để họ thi hành cho được cái ý muốn của mình. Và cũng may mắn là có một người quay phim Việt Nam đã hết lòng để mình làm cái cảnh đấy trở thành bất tử. Rất là cảm ơn cô. Chắc là con hỏi cô một câu nữa để xong rồi cho các bạn hỏi. Tại vì là cô Phượng chia sẻ làm cho bà con nhớ đến là mới tuần trước thì là đạo Fulbright cũng rất là vinh dự là mời được hai nhà nữ phóng viên chiến trường của Mỹ chia sẻ. Và họ cũng là những nữ nhà báo đầu tiên, những nữ phóng viên chiến trường đầu tiên ở bên phía bên kia. Mà họ đến, họ đưa những cái câu chuyện, những cái bức ảnh rất là quý giá về cái cuộc chiến đang diễn ra. Và lúc đó thì đó cũng là những người mà thay đổi cả một cái gọi là cái quan niệm xã hội, cũng như là những cái cấm kỵ về cái nghề nữ phóng viên chiến trường. Bởi vì trước đấy là nữ người phóng viên là không được cho phép là tiếp cận với chiến trường. Và hôm nay thì chúng ta vô cùng vinh dự lại được gặp là nữ phóng viên chiến trường đầu tiên của Việt Nam, đúng không ạ? Hai câu chuyện của hai những cái nhà báo nữ mà ở những cái gọi là thế hệ và có lẽ là những cái dân tộc khác nhau, nhưng có chia sẻ một cái chung đó là rất là đam mê dấn thân vào nghề, cái nghề đó. Thì hôm đó thì tụi con có hỏi một câu và cũng muốn hỏi lại cô một lần nữa là tại sao mà cô, động lực nào để khiến cô và những cái người cộng sự ấy dấn thân vào một cái công việc nguy hiểm như thế, giữa cái lằn danh sống chết. Rất là nhiều câu chuyện cô kể mình nhìn thấy được là những cái nhân vật ở trong cái bộ phim này họ cũng phải đứng giữa lằn danh sống chết. Thì những cái người mà đi theo để làm cái bộ phim này thì họ cũng đối diện với cái sinh tử như thế nào. Thì cái động lực gì để giúp cho cô và mọi người vượt qua được những cái sự sợ hãi, những cái đe dọa của cái chết mà rình rập xung quanh như vậy ạ? Câu hỏi của em rất là đúng với tâm tư của tôi. Bởi vì các em hãy tưởng tượng rằng là đang ở một cái phòng khám đầy sang trọng, nghĩa là khách sạn, xe cộ này kia, mà dám từ bỏ đi vào một cái nơi mà 90 phần chết và 10 phần sống, chứ không phải như bây giờ. Thì tại sao, cái gì? Không phải là em hỏi tôi mà tôi phải tự hỏi tôi nhiều lần lắm. Chứ không phải là tôi bảo thế tại sao mình lại bỏ đi như thế này nhỉ, tại sao lại bỏ nghề như thế này. Thế nhưng mà phải này, là tôi đã nói vừa nãy đấy, là sau khi sống những cái tháng ác liệt ở Vĩnh Linh, thấy cái tinh thần của người Việt Nam chúng ta trong chiến đấu, trong cái tình đùm bọc lẫn nhau, trong những cái đau khổ đã cùng chịu với nhau, thì những cái nét đó tưởng chừng là nó không ảnh hưởng, nhưng mà nó đập vào tâm trí của mình. Và mình nghĩ rằng cô thì cô vẫn nghĩ rất lâu rồi. Người ta sống một đời có một sống có một lần thôi, không ai sống hai lần hết. Gắng làm sao làm được cái điều mà mình cảm thấy là cần thiết, mình cảm thấy là đứng đắn, mình cảm thấy là mình có thể hy sinh được cái đó, thì mình gắng mình làm cái đó. Thì cái đó là cái động lực mà phải nói rằng là các bạn biết là thời kia ở Việt Nam năm 1967 á, là phải có phiếu gạo, phiếu thịt. Ở Hà Nội mới được có nhà ở, mới được có trường học cho con,
mới được có lương như này kia. Và khi mà mình cương quyết bước đi vào cái tuổi 40 mà ra đi mà trở thành cái nghề này ấy, thì lại là thứ nhất là lương xuống bậc quét đường. Tại vì tôi, cái nghề này không phải nghề của tôi, nghề tôi nghề bác sĩ. Lương là quét đường, lương tối thiểu của người quét đường. Cái thứ hai là hết phiếu gạo, phiếu cái không có nữa. Cái thứ ba nữa, khó nhất là ở cái xã hội Việt Hà Nội, tôi hay dư luận lắm. Có cái bà này chắc là bị kỷ luật cái gì, cho nên là bây giờ là bị xuống không được làm bác sĩ này kia. Thì những cái đó tưởng chừng là không ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà cũng nhờ phải nói rằng chả nghĩa là tự khen mình là có nghị lực. Mình có nghị lực và mình có một cái quyết tâm. Chính cái Vĩnh Linh nó thay đổi ý kiến của tôi về cuộc sống, thay đổi với tôi về cái nhân văn, thay đổi với tôi về cách đánh giá con người. Và cái đó đã giúp cho tôi có thể trở thành ra là phóng viên chiến trường một cách tự nguyện và hăng say cho mãi đến khi hòa bình. Chỉ xin nói một tí nữa thôi là tôi có đã vào Trường Sơn đi được 3 lần rồi, đi dọc Trường Sơn từ Bắc đến Nam. Thế thì có một hôm, có một buổi chiều bọn tôi lên cái đó để quay một cái làng bị đốt. Thế thì vì tôi lùn thấp mà không leo cây được, cho nên tôi tìm cái mô đất nó cao cao để tôi leo lên. Tôi leo lên thì tôi nói với anh quay phim quay. Thì vừa leo lên xong một cái thì tôi bỗng nhiên là quay phim. Chị Phương ơi, chị Phương, quay chừng. Nhìn xuống đi. Thì cái mô đất ấy tôi không ngờ là toàn là xương người. Thì các bạn nhá, tưởng tượng nhá, buổi chiều tối, trời Trường Sơn nó tối sầm lên. Mình bước lên một cái mô đất, mà cái mô đất đấy là một cái mô đất mà những cái người chiến sĩ Việt Nam đã chết vô thừa nhận trong một cái rừng sâu. Thì tự nhiên cái đó mình thấy rằng là mình không thể thờ ơ được. Mình phải làm sao đưa những cái này ra. Thấy cái đau đớn, cái hy sinh của những con người đã, những thanh niên cũng như các cháu thôi, đã hy sinh một cách thầm lặng và mãi mãi ở trong cánh rừng như vậy. Nếu có những cái người phát hiện được cái này, quay được những cái này, tố cáo những cái chết đau đớn như thế được, thì đó là một cái việc làm đặc đầy là xứng đáng. Cho nên những cái việc nhỏ nhỏ như vậy, nó in vào trí của mình. Cho nên tôi thấy rằng là khi tôi tình nguyện bước vào cuộc đời làm phóng viên chiến trường thì tôi thấy hoàn toàn là hài lòng. Và cho nên bây giờ 90 tuổi rồi, về hưu rồi, về làm phòng tăng rồi, nhưng mà tôi nghĩ lại thì tôi thấy rằng mình đã đi đúng con đường mình đã chọn. Khi mà con xem chương trình VTV thì con được biết rằng là gia đình cô hồi xưa rất là giàu, cũng là gốc hoàng tộc. Thế thì cái lý do gì mà khiến mình chọn theo con đường cách mạng? Và khi mà mình chọn theo con đường cách mạng thì gia đình cô có hiểu cho cái sự chọn lựa đó không? Cái này thì có lẽ mà bạn phải mua sách của tôi quá. Tôi kể hết cả cái đời tôi trong cái sách rồi. Nhưng mà xin nói hôm nay ngắn thôi, là gia đình tôi là gia đình hoàng tộc lâu năm. Và sống mà những cái người đàn bà con gái mà sống đầu thế kỷ 20, nghĩa là bị vào cái khuôn giáo, nhất là chúng tôi là người Huế nữa, khuôn phép rất là nặng nề. Nhưng mà năm 1946-45 là cái năm tôi đi học ở trường Khải Định, tức là trường Quốc học bây giờ ở Huế đấy. Thì khi mà tôi ở đấy thì có một cái phong trào tất cả mọi người phải đứng lên xếp bút nghiêm giành lại độc lập cho đất nước. Nó có một cái phong trào hồi đó là của Việt Minh, họ tuyên truyền là phải chống Pháp, phải chống nô lệ để lấy cái độc lập cho nước mình. Thì xin nói tôi, trường hợp của tôi là đặc biệt hơn, vì tôi học trường Pháp, tôi mới 10 tuổi tôi đã học trường Pháp. Nhà tôi ở Đà Lạt toàn là ở với Pháp, ba tôi làm việc cho Pháp. Tôi ở một cái môi trường mà tôi không hề cảm thấy là người Pháp là cái gì đối với tôi, cũng như thường thôi, bình thường thôi, bình đẳng thôi. Ấy nhưng mà có tuổi tác rồi, kinh nghiệm thấy rằng trong mỗi con người chúng mình ấy, nó ở trong tiềm thức ấy, chúng ta có một cái tâm hồn của người Việt.
nó ngày thường không thấy đâu, nhưng mà khi chạm đến vào đấy tự nhiên cái Tết nó bật ra. Mà không phải mình thôi, nhiều người có lẽ các bạn cũng có những cái lúc như thế, nghĩ rằng mình là người Việt phải giữ cái gì của người Việt lại. Thì như gia đình tôi không phải là bần cố nông, cũng không phải là bị áp bức bóc lột gì, ở sung sướng giàu có. Nhà tôi có một cái trại cà phê 100 hecta, đâu có khổ, không khổ gì hết á. Nhưng mà khi thấy rằng có cái phong trào không để cho mình bị làm nô lệ nữa, thì tự nhiên cái phần yêu nước của mỗi con người nó kín, nó tiềm ẩn ở đâu trong lòng mình ấy, nó bùng lên. Và tôi tự nguyện theo cái phong trào này một cách say sưa. Cho nên năm 16 tuổi đang học thi tú tài. Tú tài không biết bây giờ là cái gì. Đấy, thì đang học thi tú tài thì tôi mới trốn gia đình tôi. Và tôi tình nguyện tham gia vào cái đoàn học sinh cứu quốc lên chiến khu để mà chống Pháp. Đến sau này, mấy chục năm sau, không ngờ tôi làm việc cũng nhờ có tiếng Pháp, tôi làm việc nhiều. Và tôi được chính phủ Pháp tặng thưởng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, là một huân chương rất cao quý của Pháp. Thì tôi mới nói với ông thế này, tôi nói với cái ông Bộ Ngoại giao Pháp, tôi bảo tôi rất cảm ơn nước Pháp đã rộng lượng đối với tôi. Bởi vì tôi là một cái người chống Pháp từ năm 16 tuổi, mà không ngờ các ông bây giờ để cho tôi một cái giải thưởng cao quý như thế này. Thì ông bảo, thưa bà, nếu tôi là thanh niên Việt Nam vào thời kỳ ấy thì tôi cũng sẽ làm như bà. Và chúng tôi cũng chống Đức, chúng tôi cũng phải làm cái nhiệm vụ. Bà làm như thế là vì cái yêu cầu, cái lòng yêu nước của mình mà thôi. Thì xin nói em đó là khó nói cho em biết rằng là lúc ấy cả một cái mấy chục vạn người là theo, bỏ hết tất cả đi theo để mà làm hoạt động để mà chống Pháp. Thì cái đó là một cái phong trào lớn. Và khi mình có một trái tim mình rộng mở mà gặp được cái phong trào như thế, người ta bảo là diều gặp gió, tự nhiên mình thấy mình lao vào không có cân nhắc, không có gì hết. Bà đã chia sẻ với chúng con rất nhiều ngày hôm nay. Cho con cũng cảm ơn tới nhà trường và mọi người đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội được tiếp xúc với những cái mà kiến thức hay những cái mà gọi là ký ức có thể là đã bị lãng quên trong đó trong vòng thời gian này. Thì con cũng có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ thôi, là trong cái thời gian mà làm phóng viên chiến trường á, con không biết là có bao giờ một giây phút ngắn ngủi nào đó mà giữa hai bên mà có hòa bình không? Tôi nói này, tôi lại là một cái người này không những là chống Mỹ đâu, mà tôi lại hoạt động từ thời chống Pháp cơ. Thì sau này tôi khi tôi sang Paris, thì tôi đọc một quyển sách của một ông tên là Elie de Saint-Marc, là một ông tướng của Pháp, nói về chiến tranh Việt Nam. Thì tôi thấy ông thú vị cho nên tôi đọc. Các bạn biết rằng ở chiến khu Việt Minh, tức là hồi từ kỳ năm 45 á, là mình ở trên rừng, Pháp ở xuống hết cả vùng xuôi, cho nên vấn đề thiếu muối là vấn đề quan trọng vô cùng. Chúng tôi cứ thế này là một tháng là phải 20 người đi về Cuba, tức là về cái vùng Hà Nam Ninh để mà mua muối lên cho chiến khu Việt Bắc ăn. Thiếu muối đến nỗi mà ví dụ như là các cháu là chưa biết được cái nỗi thiếu muối không nuốt được cháu ạ. Tự nhiên cái cổ họng nó sưng lên, không nuốt được. Và phải có cái gì để mà giúp cho mình nuốt được thức ăn. Và người nó thiếu muối nó cũng phù như là người ăn nhiều muối vậy, phù thủng. Cho nên chúng tôi mới lấy cái thang của cây, một cái cây cỏ tranh ấy, đốt lên. Rồi nó đen lên, nó đậy rồi xong rồi dậy dây đi. Và nếm cái cỏ tranh ấy thì nó có hơi có cái mùi mặn mặn, thì có thể là may mình nuốt được củ sắn, củ khoai. Chứ không thì cổ họng không chịu nổi và yếu vô cùng, lúc nào cũng sẵn sàng ngất. Thì cái lúc mà, cái khi mà, cho nên tôi rất là chú ý những cái người sau này tôi đọc sách của những cái vị tướng Pháp, tôi xem cái họ nói về chiến tranh Việt Nam là như thế nào. Thì tôi đọc được cuốn sách của ông ấy tên là Cánh Đồng Rực Lửa, của ông Elie de Saint-Marc, tướng. Thì ông nói rằng là ông nói khi mà ông đi ra khỏi Việt Nam thì người Việt Nam khóc lóc và bảo rằng chúng tôi bị bỏ rơi.
Thế cô, tôi xem xong tôi không đồng ý, tôi viết thơ cho ông ấy. Tôi bảo ông nói là nói với người Việt Nam nào ấy, chứ còn tất cả chúng tôi thấy ông đi chúng tôi mừng quá trời, tôi làm gì phải có mà khóc với các ông, không có. Và rất lạ là thế này, là khi mà đi bán, đi mua muối ấy, là phải dọc ra đường số 1. Và đi đường số 1 ấy, thì Pháp đã đóng lô cốt cứ chừng 500 thước, 100 thước là có mấy cái lô cốt, súng nó chĩa ra và thấy động là nó bắn. Và nó thấy cái vết đi đó là nó bắn. Thế đoàn chúng tôi là phải lấy cái ni lông á, trải dưới đất ấy. Đi đâu trải đây, trải đây, chạy, trải ra đây xong, chạy đi đây xong, cuốn ni lông lại, thành không có dấu vết để cho nó khỏi thấy. Thì sau khi mà chúng tôi làm như vậy, thì kết quả là rất lạ là thế này. Mấy cái trạm lô cốt của ông ấy là cách chỗ chúng tôi ở chiến khu này chỉ có chừng 300-500 mét thôi, mà ông không bắt được mình. Thế tôi mới viết thơ cho ông ấy. Tôi bảo tôi có đọc cái quyển sách của ông, và tôi thấy rằng là may mắn làm sao mà tôi không gặp ông trong thời kỳ chiến tranh, chứ nếu gặp thì có lẽ ngày hôm nay tôi cũng thể nói chuyện với ông được. Bởi vì chúng tôi đóng những cái trại và cách ông có 300-400 mét thôi. Thế thì ông mới nghe thấy thế, ông thấy hòa bình rồi mà ông viết thơ cho tôi lại. Ông bảo rằng ông muốn gặp thì là chúng tôi gặp châu nói chuyện, hai người hai chiến tuyến nói chuyện với nhau. Thế thì đài phát thanh Pháp nó thấy có cái chuyện như thế thì nó mới mời tôi với ông kia lên ở trường tranh luận ở trên truyền hình là người Pháp đi thì người Việt mừng hay là người Việt không mừng. Đấy. Thì tôi thích lắm, tại vì cái đề này này mình nắm chắc ấy, mình phần thắng với mình rồi. Thì ông kia là mấy cái ông lính Tây, lính Việt Nam mà theo Tây lính giỏng ấy, thì còn thích các ông, chứ còn cả dân tộc Việt Nam ai người ta thích người Pháp vào đây. Đấy, thế là chúng tôi mới làm một cuộc tranh luận. Và kết quả nha, nói các bạn vui cho tôi là kết quả là 76% nhân dân Pháp là ủng hộ cái bà chống Pháp. Thì đó là một cái chuyện để tôi nói rằng là chúng tôi có khi gặp hai bên gặp nhau, nhưng mà cái gặp nhau này là gặp sau thời bình, chứ còn cái thời chiến thì tôi chưa có bao giờ được gặp cái người nào trực tiếp ở bên phía bên kia.